Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, lại là mình đây. Hôm nay bên mình có quay trở lại làm video. Và đầu tiên bên mình xin công bố giải thưởng của video ngày hôm qua, tức là mini game của ngày 8 tháng 11 và dự đoán hai số cuối của xổ số miền Bắc ngày 9 tháng 11 thì đã có hai bạn trúng thưởng. Thì đó là một là bạn nickname Hoàng Sĩ là đoạt giải nhất, hai là bạn Hoạt Bùi đoạt giải nhì. Thì hai bạn này nếu có đang xem video của ngày hôm nay thì vui lòng liên hệ với mình theo hai số hotline hoặc là Zalo và chụp cho bên mình cái thông tin kênh YouTube của các bạn để bên mình đính chính lại là chính xác là các bạn đang sử dụng kênh YouTube đấy, và bên mình sẽ gửi phần thưởng đến cho các bạn. Thì cũng rất là buồn bởi vì là có mỗi hai bạn đoán đúng thôi, vẫn còn hai giải, đó là giải 3 giả và giải 4 mà vẫn chưa có bạn, vẫn chưa có chủ. Thì cũng tiếp tục series mini game thì bên mình vẫn xin dành tặng hai cái phần quà này cho mini game ngày hôm nay, và cũng là dự đoán kết quả xổ số miền Bắc trong ngày của ngày 10 tháng 11 các bạn nhé. Đó, và giải nhất là một chiếc loa. Một chiếc loa này là gì đấy nhỉ? Loa Bluetooth các bạn nhé, loa kết nối Bluetooth. Nói chung là cái loa này đập thì rất là hay. Loa này là JBL các bạn nhé, loa JBL. Loa này đập cực hay luôn. Nghe nói chung là để cho các bạn thoải mái trong phòng thì nghe rinh trời luôn, vang trời dậy đất. Hay là một chiếc đài vừa lắp được thẻ nhớ và vừa bắt được sóng FM các bạn nhé. Đó, thì hai phần thưởng này thì nó vẫn là cả hai phần thưởng của ngày hôm video ngày hôm qua thôi. Đó. Và tiếp theo thì bên mình cũng vào giới thiệu nhanh những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Thì hôm nay có mấy chiếc mình cũng muốn ấy thôi, review lên để thanh lý cho các bạn với giá rất là rẻ. Đó. Thì đầu tiên sẽ nói đến đây là một con LG V40 Thinkquy. Đây là một con máy đây, nó chỉ nhận sim Viettel, mình cũng không hiểu tại sao nó chỉ nhận sim Viettel thôi. Mobi nó không nhận, Vina thì mình chưa test và Vietnam Mobile mình cũng chưa test các bạn nhé. Đây là LG V40 Thinkquy này thì RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Nó chạy con chip Snapdragon 845 các bạn nhé, chạy chip Snapdragon 845. Đấy. Đấy, màn hình của nó là 6.4 inch và độ phân giải của nó là 2K+ các bạn nhé. Màn hình tai thỏ rất đẹp, màn hình của V40 Thinkquy này nó chung với cả màn hình của V50 Thinkquy các bạn nhé. Đấy. Nói chung là về thiết kế ngoại hình cũng như là chức năng thì y như con V50 Thinkquy. Nó chỉ chạy con chip đời thấp hơn một đời thôi. V40 Thinkquy này thì bên mình sẽ bán ra và thanh lý cho các bạn nào đang sử dụng sim Viettel hoặc là không sử dụng sim. Đó, chắc chắn là nó sẽ nhận sim Viettel rồi nhé. Còn các bạn khác thì bên mình không có sim để lắp thử, mình không biết, nhưng mà Mobi là nó không nhận. Đấy, thì bên mình bán ra cho các bạn con máy này với giá của nó là 1.800.000. Bán đúng bằng giá màn thôi các bạn nhé. Bán đúng bằng giá màn, có khi còn rẻ hơn cả giá màn. Bởi vì màn của bọn này nó là độ phân giải của nó là 2K+. Đó, màn rất là đắt, màn này các bạn thay ngoài nó loanh quanh đâu đó tầm khoảng 2 triệu, nhưng bên mình bán cho bạn giá chỉ có là 1.800.000 thôi, để cho các bạn vừa có máy sử dụng vừa được trải nghiệm và nói chung là làm máy phụ được các bạn nhé. Máy thì bán ra vẫn bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1, cam kết zin nguyên bản nhà sản xuất nhé. Máy ngoại hình có hơi xước sát một chút này đó, nhà thôi, nó chỉ có xước sát chân sàn này thôi, còn lại là ok hết nhé. Bên mình đang bán 1.800.000 tặng các bạn là một kính cường lực. Đây, kính cường lực đã giá rồi, kính cường lực rất đẹp nhé. Và bộ sạc của bộ tai nghe các bạn nhé. Tiếp theo đến một con này mình thấy cũng hơi lạ. Đây là một con Samsung A21s. Bản RAM của nó là 6GB, bộ nhớ 128GB. Tại sao nó vẫn ế đến bây giờ? Mình cảm giác nó cũng khẩu vị của các bạn cũng đã thay đổi. Bởi vì con này là RAM 6GB, bộ nhớ 64GB nhé. Bản RAM 6GB này nó rất là mượt, nó không đơ đơ chậm chậm giống như là bản không như kiểu bản RAM 3GB đâu, mà đây RAM 6GB của nó rất là khỏe. Pin của nó thì lại cao, pin của nó lên đến 5000 mAh. Màn hình của nó thì lại rất là rộng, 6.7 inch. Này, mặt trước thì có camera đục lỗ này.
Đấy, camera đục lỗ này đấy, rất là đẹp nhá, nó không phải hình giọt nước như các bạn không thích. Đấy, máy màu xanh có vân tay mặt lưng. Con này thì nó lại là bản Việt Nam, hai sim hai sóng, và giá của nó chỉ có 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu thôi mà lay lắt không thấy bạn nào mua đây. Đấy, máy thì dợ ngon, zin, cam kết zin nguyên bản luôn. Đấy, giá chỉ có 2,5 triệu đã sở hữu ram 6GB và viên pin của nó là 5000 mAh, dùng mấy ngày không hết pin luôn các bạn nhé. Camera thì 48 MP cũng rất là đẹp, rất là nét rồi. Máy bán ra thì vẫn tặng các bạn phụ kiện như ốp lưng này, sạc này, tai nghe và cường lực các bạn nhé. Đấy, tiếp theo nữa sẽ nói đến đó là một chiếc Samsung A53 các bạn nhé. A52 quên đấy, mà có bị nhầm đây. A52 bản Việt Nam 2 sim 2 sóng, ngoại hình của nó là hàng zin keng sà beng nhá. Đấy, RAM của nó là 8GB, bộ nhớ 128GB, pin 5000. Đây là một con A52, nói chung cấu hình cực kỳ khủng các bạn nhá. Đấy, máy này siêu viền vẫn còn này các bạn. Đấy, vẫn còn siêu viền này. Đấy, máy đẹp keng sà beng các bạn nhá, hàng siêu lướt là siêu viền này. Đấy, đấy, hàng zin keng sà beng. Đấy, không còn gì để chê nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 5 triệu thôi. Đấy, dòng máy này mới ra và vừa mới hết bảo hành các bạn nhé. Có thể bây giờ là còn 1 đến 2 ngày bảo hành, nhưng cứ coi như là hàng hết bảo hành để cho các bạn dễ nhớ, dễ mua dễ bán nhé. Đấy, bán cho các bạn giá chỉ có 5 triệu thôi các bạn nhé. Đó, camera thì siêu LED luôn. Đấy, rất đẹp, camera rất đẹp luôn các bạn. Đấy, rất đẹp này. Đấy, đây là cửa hàng mình. Ok, góc rộng góc hẹp đều có hết nhé. Đấy, ok. Con A52 này bên mình đang bán là 5 triệu, tặng các bạn một bộ sạc nhanh và một tai nghe, một kính cường lực các bạn nhé, bảo hành 3 tháng mỗi một đổi một. Bên mình bán hàng như này thì có ship code toàn quốc, các bạn ở xa thì cứ nhắn cho mình họ tên địa chỉ rồi cọc cho bên mình, gọi là lấy trách nhiệm 100-200, và bên mình sẽ gửi hàng đến cho các bạn kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm, không lỗi lầm thì các bạn nhận, còn nếu sai hàng sai sản phẩm bên mình xin hoàn lại tiền cọc đó. Bạn nào ở gần công viên Thiên đường Bảo Sơn ở Hà Nội thì có thể là qua trực tiếp cửa hàng để giao lưu. Đây, tiếp theo sẽ nói đến đó là một chiếc Samsung Galaxy Lốt 9 với một chiếc máy hàng zin, ngoại hình của nó đẹp tầm khoảng 95-97%. Máy rất đẹp, không cần móp sâu, không có vỡ vụn gì cả. Máy rất đẹp. Màn hình của con này đây thì là nó bị đốm ở góc dưới này. Đấy, đốm nitality ở góc dưới, đúng cái góc này luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, màn hình thì trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Cái góc này thì các bạn nhìn có cũng như không luôn này các bạn. Đấy, có cũng như không luôn. Này, nó vát theo cái chiều vát đây này. Nó vát theo chiều vát của màn hình này. Đấy, nhìn nó không bị lộ các bạn nhé. Con này thì bản Hàn Quốc, 2 sim 2 sóng online. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Đấy, bút biếc sử dụng đầy đủ các bạn nhé. Và bên mình đang bán cho các bạn con máy này với giá của nó là 3,1 triệu các bạn nhé. Giá chỉ có 3,1 triệu thôi cho con máy này. Đấy, rất là rẻ rồi các bạn. 3,1 triệu. Đấy, zin nguyên bản các bạn nhé. Đây, bút điều khiển từ xa chụp ảnh được các bạn nhé. Đấy, màn hình thì trắng sáng, không ám ố, không lưu hình. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, giá chỉ có 3,1 triệu. Đây là một con A21S bản Hàn Quốc, máy 1 sim 1 sóng. Con này thì bị lỗi vân tay. Đó, bây giờ là các cái máy mà bị lâng phần mềm lên lỗi vân tay khá là nhiều. Ví dụ như cái dạng con Sony X5 hôm vừa rồi chẳng hạn. Video trước bên mình có một con Sony X5 cũng do khách chạy phần mềm lên nên là vân tay nó bị chập chờn lúc nhận lúc không. Đấy, thì hôm nay cái con bên con Samsung A21s này thì nó cũng như vậy, nó vẫn là một chiếc máy zin nguyên bản nhà sản xuất, chưa tháo mở ra luôn. Đó, màn hình còn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình gì luôn. Đấy, thế mà nó lại bị mất vân tay và bên mình bán ra cho các bạn giá chỉ bằng tiền màn thôi, cũng là 1,800,000 các bạn nhé. Giá cũng chỉ 1,800,000 thôi. Pin 5000, RAM của con này là 3GB, bộ nhớ của nó là 32GB các bạn nhé. Đó,
Đấy, giá chỉ có 1.800.000 thôi, các bạn sử dụng con này mấy ngày không hết pin luôn các bạn. Vẫn bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1 cho các bạn, cam kết zin nguyên bản nhà sản xuất. Tiếp theo nữa sẽ đến đó là một chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Đây là một con Samsung Galaxy Note 8, máy màu tím khói, ngoại hình của nó thì con này đẹp tầm khoảng 97 đến 98% các bạn nhé. Đấy, mặt trước mặt sau đều đẹp. Màn đốm, đây con này đốm 2 chấm này, rất là nhỏ này. Đấy, chấm nhỏ này, chấm ở trong màn hình này. Đấy, nó không phải ở cạnh mép nên cực kỳ an toàn nhé, không bao giờ sợ loang, không bao giờ sợ chết màn các bạn nhé. Và hàng đốm này sử dụng rất là lành. Bên mình cũng đã bán hàng đốm này cũng đã mấy năm rồi, và đến bây giờ khách hàng vẫn cứ muốn mua các chiếc máy đốm này dùng. Thứ nhất giá vừa rẻ, thứ hai lại được trải nghiệm những chiếc máy mà rẻ hơn tầm tiền. Đấy, ví dụ như con máy này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 2.200.000. 2.200.000 thì các bạn đã sở hữu được một con dòng flagship của Samsung năm 2018, đến bây giờ nó vẫn còn rất là mượt luôn. Để những cái con Samsung A51, A71 hay là các cái con Samsung đời mới bây giờ chưa chắc đã ăn được cái con Samsung Note 8 này đâu. Về độ nhanh, độ mượt đặc biệt rồi. Màn hình thì không thể nào ăn được Note 8 các bạn nhé. Đấy, màn cong tràn viền, Super AMOLED luôn các bạn. Con này thì RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Đó, giá chỉ có là 2.200.000 các bạn nhé. Tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc, một bộ tai nghe, bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1 cho các bạn. Tiếp theo đến một con iPhone, đây là một con iPhone 7 Plus. Bản 32GB, hàng zin đẹp. Đấy, con này thì là hàng zin đẹp các bạn nhé. Đây, màn hình trắng sáng, không ám, không ồ, không lưu hình, máy vẫn đầy đủ chức năng, vân tay đầy đủ nhá. Pin thì mới thay 100% này các bạn. Đấy, con này đây, 32GB bản Mỹ này, hàng quốc tế các bạn nhé, không giới hạn SIM nhé, bao cho các bạn reset thoải mái nhé. Con này với ngoại hình của nó thì có hơi xước sắt phe phẩy kiểu lông mèo thôi, toàn vết mũi đốt thôi, nhưng mà máy các bạn yên tâm, không có vết cấn móp, không có vết rơi vỡ nào, lên linh kiện ở bên trong cực kỳ chắc chắn và tốt các bạn nhé. Này, nó chỉ xước chút xíu này thôi. Đấy, đánh giá ngoại quan rơi vào tầm 97 đến 98%. Màn trắng sáng, pin 100 này thì quá là tuyệt vời rồi, về chỉ việc dùng thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3 triệu các bạn nhé. Bán cho các bạn giá là 3 triệu, bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1, tặng các bạn một bộ ốp lưng, một bộ sạc và một kính cường lực. Tiếp lại có một chiếc Samsung A71 bản Hàn Quốc. Con Samsung A71 này bản Hàn, chạy chip Snap, RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Màn hình của nó là 6.7-6.8 inch. Pin của nó là 4.500. Một SIM Quantum A71 này. Đấy, cực kỳ nét nuột luôn. Các bạn nào mà đã tìm hiểu dòng A71 này rồi thì cũng biết đây là một con A71 hàng cao cấp của Samsung. Nó khi cái giá mới của nó ấy, nó tương đương với cả những cái con dòng flagship đời nhỏ, ngoại hình nhỏ, ví dụ như là S8 chẳng hạn. Đó, tương đương thôi các bạn nhé, chứ nó chưa cao bằng đâu. Con này lúc mới của nó ra đâu đó rơi vào tầm 11 triệu, sau đó 2 tháng thì nó giảm xuống còn 9 triệu và giảm dần. Đấy, thì bây giờ giá của nó vẫn đang rất là rẻ, bên mình đang bán cho bạn con máy này giá chỉ có 3.200.000 thôi các bạn. Nhầm giá các bạn ấy. Thôi nói nhầm rồi thì bán luôn cho các bạn 3.200.000. Đấy, thực ra giá của nó là phải cao hơn cơ, các bạn mua ở ngoài thì nó sẽ bị cao hơn rất nhiều. Màn trắng sáng này, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Đó, pin rất quay, máy thì cầm rất chắc hơn là bản Việt nhiều, cầm cảm giác đầm tay và chắc tay hơn bản Việt. Đó, về vết bẩn thôi các bạn nhé, vết bẩn thôi, lau đi sạch. Đó, và bên mình bảo hành cho bạn 3 tháng nữa, 1 đổi 1, và giá chỉ có 3.200.000 thôi. Tiếp theo sẽ đến là một con LG này là LG Velvet, máy màu xám,
ngoại hình zin đẹp, zin đẹp nét căng luôn các bạn, nét căng luôn. Đấy, bản này là một sim ram 8GB bản Hàn các bạn nhé, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 765G. Con này thì có một sim một sóng và hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé. Vân tay ở trong màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đây là dòng, cũng là dòng cao cấp của LG. Đấy, lúc mới ra của nó là 15-16 triệu, và đến bây giờ giá của con này bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3,6 triệu. Đang bán ra cho các bạn giá là 3,6 triệu các bạn nhé. Bán cho các bạn giá 3,6 triệu. LG Velvet. Đấy, máy màu xám này rất đẹp nhá. Vẫn là xám đa sắc này. Đấy, nó vẫn có các cái kiểu bảy sắc cầu vồng nhá. Rất đẹp, màu xám này thì cực kỳ khỏe này, không bám vân tay này. Đấy. Rất đẹp. Zin keng sveng luôn, hàng A cộng luôn các bạn nhá. Hàng A cộng luôn. Màn trắng trong veo, tặng ốp lưng, tặng sạc và tặng tai nghe các bạn nhá. LG V50S Thinh Quy. Đấy, hôm nay bên mình có một cây này giá 3 triệu, máy zin nguyên bản. Nhưng mà nó bị xước nhẹ ở đầu này. Đấy, cấn nhẹ các bạn nhé, cấn nhẹ ở đầu. Đấy, còn lại đẹp, nói chung ngoại hình cũng rơi vào tầm 95-97%. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB, pin của nó là 4000mAh. Chip của nó siêu cao, siêu khỏe. Đó, chip Snapdragon 855. Đó. Còn V50S này rất đẹp, rất khỏe. Giá chỉ có 3 triệu thôi, hiện tại đang hết pin, bên mình không view được, nhưng chắc chắn là một điều là màn hình chẳng sáng, không ám ố các bạn nhé. 3 triệu tặng đầy đủ phụ kiện cho các bạn. Đây là một con Vivo, Vivo i53s. Đấy, đây là một con Vivo i53s các bạn nhé. Đấy. Đây, con này máy đời mới, nó mới ra được cách đây khoảng gần 1 năm thôi. Con này thì chắc chắn rồi, nó vẫn còn bảo hành. Con này đây thì các bạn nhìn này, RAM của nó là 8+4 luôn, RAM 8+4, bộ nhớ của nó 128GB. Đấy. Con này thì máy thì siêu to, 6,6 inch, pin khỏe 5000mAh các bạn nhé. Đấy, cảm ứng dùng rất mượt luôn. Camera thì siêu LED. Đấy, camera siêu LED này các bạn. Đấy, các bạn có thể zoom lên đây các bạn nhỉ. Đấy, zoom này. À, xin lỗi mình chiều kia là mình để bóng nó hơi tối. Đấy, nó bị phản sáng. Đấy. Đấy. Giá bên mình đang con này đây thì nó hơi xước chân chim một chút nhá, xước thôi. Đây. Đấy, đây là dạng chân chim nhá, nó là dạng sơn ở bên trong này. Máy thì chưa bóc ra đâu, nhưng những cái dòng máy này là ở ngoài là lớp kính ở trong nó là lớp sơn. Đấy, cho nên là nó giống như cái dòng A71 ấy, nó hay bị dạn sơn ở trong. Đấy, lổ sơn ở trong. Nhưng con này nó mới chỉ kiểu bị chân chim thôi. Đấy, bên mình đang bán ra cho các bạn giá là 2,8 triệu các bạn nhé. 2,8 triệu thôi, các bạn sở hữu thanh RAM siêu khủng, siêu khủng long nhé. Ok, vậy là bên mình đã view xong những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Thì các bạn nào tham gia mini game cứ hôm nay thì chủ động hộ mình một chút, đó là nhắn hai số cuối kèm theo cái số điện thoại thì để bên mình gọi điện cho nó dễ nhá. Có nhiều bạn là không theo dõi thường xuyên là thành ra nó hơi khó. Đó. Và cái giờ kết thúc nó sẽ là 5 giờ chiều của ngày mùng 10 tháng 11 các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.